chơi bài ha. Tôi vô bập và chúng ta sẽ cùng nhau xem lời. Cùng nhau xem lời các bạn nha. Cái hình diamond ở giữa màu trắng mà chúng ta không cho nó xuất hiện thì hơi uổng quá. Để cho nó xuất hiện luôn mà ha, cũng sẽ là chức năng là gì? Fly in luôn. Fly in từ dưới bay lên luôn các bạn, nó cũng đi with reverse luôn nha. Chào tất cả các bạn, tôi là Kune. Mọi người thường gọi tôi là Mr. K. Thì trong chuỗi video clip tiếp theo trong phần yêu đời từ đầu với Microsoft PowerPoint thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở một phần rất là đặc biệt, ở cái phần Advanced về hiệu ứng Parallax các bạn ha. Và như các bạn đã thấy trên màn hình, chúng ta có thể tạo một hiệu ứng Parallax rất là độc đáo. Vậy thì cách chúng ta tạo ra nó như thế nào và tại sao chúng ta có thể làm được như thế? Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhau theo dõi video clip và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập này. Và các bạn đừng quên subscribe để ủng hộ kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi video clip tiếp theo. Giống như những video clip đầu tiên cũng như video clip khác các bạn ha. Thì việc chúng ta sẽ cần làm chính là chúng ta sẽ mở PowerPoint và chúng ta sẽ tạo mới một new slide. Ở đây các bạn nhá, tôi sẽ tạo new slide trên đây luôn các bạn nhá. Kích phải chuột, tôi chọn new slide. Một cái slide dạng trống các bạn nhá. Sau đó tôi sẽ chèm cái hình khối vào bảng insert shape. Đây. Hình khối này chúng ta vừa chèn kích với lại cái gì bạn ha? Kích với cái độ rộng, cái chiều cao của cái slide của chúng ta. Các bạn ha, thích rồi đó, chính xác nha các bạn ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ biến cái hình shape này thành một cái hình ảnh. Phân cách chúng ta chọn shape fill, chúng ta chọn picture. Ở đây các bạn có thể chọn cái hình khác, những hình ấn tượng hơn, hoặc là các bạn có thể chọn đúng cái hình hồi nãy tôi vừa chọn. Ví dụ như ở đây các bạn nhá. Ví dụ tôi chọn cái hình khác đi, chúng ta thấy cái sự hình khác các bạn nhá. Okay, insert. Đây, ha, đây là một cái hình mới nha các bạn nha, không phải là cái hình cũ trên đây nha. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái hình nào cũng được để tôi sử dụng hình này. Hoặc bạn không thích hình này, bạn có thể thay đổi một cái hình khác các bạn nha. Shape format, shape fill và chọn picture các bạn. Ví dụ như bạn thích cái hình con chim bồ câu này chẳng hạn, thì các bạn ha, bạn insert vào. Giờ không biết con chim này, con chim này không phải chim bồ câu bạn nha, chỉ biết là chim thôi, không biết chim gì nữa. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhân bản là bạn nha. Các bạn có thể nhân bao nhiêu bản tùy thích các bạn. Ở đây tôi sẽ nhân 5 bản nha. Control D 1 2 3 4 và 5. 5 bản và một bản chính là 6 bản. Tôi nhấn Control A để tôi select hết tất cả các đối tượng. Và làm sao tôi thấy được cái bản này bạn ha? Bạn bấm vào đây nè. Ở phần sẽ home các bạn nha. Các bạn chọn select, bạn chọn selection band thì nó sẽ hiển thị cho bạn ra cái vùng các đối tượng ở trên slide để ta lựa chọn. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào những các bạn picture format, chúng ta chọn align, chúng ta chọn left và align chúng ta một lần nữa, chúng ta chọn top. Rồi chúng ta sắp xếp lại trên cùng với nhau để các bạn ha, rất là đơn giản. Bước thứ hai, tôi sẽ tạo tiếp một cái new slide mà slide mới. Và bây giờ tôi sẽ tạo cái gì, cái hình khối để tôi tạo được trên đó. Tôi sẽ insert cho bạn nha. Shape, tôi sẽ chọn cái hình diamond, hình
viên kim cương các bạn nha. Rồi, ban đầu của tôi cái này các bạn nha. Ok, cánh giữa các bạn nha. Rồi, các bạn cũng cho shape outline là gì? Là no outline các bạn nha. Rồi, bạn nhấn Ctrl D để chúng ta làm gì? Là nhân bản ra. Và chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái gì? Cái gì các bạn? Hiệu chỉnh cái độ rộng của cái này các bạn nha. Bạn nhấn giữ Ctrl và Shift, bạn sẽ kéo ra. Lúc này nó sẽ đồng tâm bạn nha. Đó, bạn thấy không? Rồi, chúng ta thay đổi một cái màu khác để chúng ta dễ nhận dạng. Màu này. Các bạn chỉnh Transparent nó các bạn nha. Kích phải chuột các bạn. Format Shape. Đó, các bạn chỉnh Transparent. Đó, để chúng ta thấy. Đó, chúng ta có hai lớp bạn nha. Tiếp tục tôi Ctrl D một lần nữa được các bạn nha. Tôi sẽ về đây. Và tôi cũng sẽ làm cho bạn nhấn giữ Ctrl Shift và tôi sẽ kéo nó ra. Bự ra một tí được các bạn. Ok, được chưa? Rồi và ở đây tôi sẽ tô một cái màu khác các bạn, nó sẽ dễ hình dung hơn. Ok. Rồi tiếp tục bạn hãy Ctrl D lên một lần nữa thêm một cái lớp nữa các bạn. Rồi nhấn giữ Ctrl Shift và chúng ta sẽ kéo ra. Cho ra một tí các bạn nha. Lớp thứ tư. Tôi thay đổi màu sắc khác các bạn. Ok. Và Ctrl D một lần nữa và kéo xuống về đúng vị trí của anh. Để cho các bạn ha, Ctrl Shift và chúng ta sẽ kéo to ra một tí. Để cho các bạn, rồi ở đây tôi tô một cái màu khác đi, màu này chẳng hạn. Rồi, tôi nhấn Ctrl A để tôi chọn hết tất cả các đối tượng tôi vừa tạo, tôi nhấn Ctrl C và lúc này tôi sẽ quay về cái slide của tôi dán vào đây, Ctrl V. Để cho các bạn ha, và các bạn thấy 5 cái đối tượng diamond nó đã xuất hiện ở đây. Thì các bạn. Rồi cái slide số 3 này không cần nữa, tôi sẽ xóa đi. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái hình đầu tiên, cái hình mình chọn rectangle cho bạn nha, hình tối nè, hình chữ nhật. Và chúng ta nhấn Ctrl, chúng ta nhấn cái hình diamond đầu tiên. Sau đó chúng ta vào shape format, chúng ta chọn mở shape, chúng ta sẽ chọn subject để mà ha. Ở một hình tương ứng như vậy chúng ta làm tương tự cho các đối tượng còn lại. Rectangle số 5 và diamond số 14. Subject. Rồi, số 4 là số 12 các bạn nhé. Cũng là subject. Số 3 và số 10. Và cuối cùng số 2 và số 8 các bạn nhé. Subject. Rồi, chúng ta nhấn Ctrl A là một lần nữa các bạn. Và chúng ta sẽ chọn Shape Effect. Chúng ta chọn Shadow. Thấy không? Đó, chúng ta chọn Offset. Các bạn có thể chọn ở đây cũng được các bạn nha. Ở đây. Và chúng ta thấy gì? À, các gì các bạn? Các hình diamond xuất hiện. Đừng làm xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng như bạn. Áp dụng cái hiệu ứng hoạt hình trên các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng hoạt hình. À, các bạn vào Animations. Các bạn chọn Add Animation. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái hiệu ứng là Grow and Sync. Được các bạn. À, được các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ hiệu chỉnh trên tất cả các đối tượng này. Phải chuột các bạn chọn Effect Options. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái này bạn ha. Cái độ smooth một tí. End nó một tí các bạn nha. Ok. Và chúng ta đây là Auto Reverse các bạn nha. Tự động đẩy ra và tự động sẽ làm gì? Quay ngược trở lại. Và kích thước ở đây tôi hiệu chỉnh một tí xíu. Trên lớn là một tí xíu các bạn nha. Là 170. Ok. Được các bạn ha. Rồi, bạn thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái độ trễ của các hình các bạn nha. Đây, cái hình này. Chúng ta sẽ đổi cho độ trễ một tí. Một tí xíu thôi bạn, không cần quá nhiều đâu. Một tí xíu thôi. Rồi. Chúng ta sẽ có thể xem lại các bạn nha. Wow, that amazing. À, nhưng mà nãy chúng ta chưa có làm như bạn ha, cho nó sẽ làm đến khi nào mình kết thúc slide thôi. Mình sẽ click phải chuột các bạn nha. Click phải chuột, chọn segment các bạn. Ở đây nào, repeat. Repeat của mình là đến khi nào? Until end of slide, khi nào kết thúc thì thôi. Bạn nhìn nha. Wow. Wow. Thú vị quá các bạn nha. Rồi, chúng ta có thể tăng cái duration này lên các bạn nha. Ở đây tôi chọn là 4 giây. 4 giây các bạn nha. Rồi, tôi xem lại. Nó sẽ chậm hơn. Wow.
hay thật nhiều như chú chim chúng ta cổng đồ và nhỏ lại các bạn nha. Ok, rất là thú vị. Bây giờ việc tiếp theo để chúng ta sẽ làm gì các bạn, chúng ta sẽ dàn cái đối tượng khác vào rồi chúng ta phải để chỉnh cái màu các bạn nha, cho nó xung tí chúng ta insert một cái shape lên bạn, một cái shape này nhá, chúng ta chỉnh màu sắc thôi. Rồi dàn cái shape lên, ở đây cũng là về shape outline là đồ outline được chưa. Shape fill mình sẽ chọn là radiant các bạn, radiant. Ở đây chúng ta kích file chuột rồi để chỉnh nó nhanh lại nha. Format shape đây gradient. Wow, ta là chọn màu của mình nha. Màu này là màu màu chúng ta có thể adjustable, chúng ta lấy cái màu này các bạn nha. Ok, và chúng ta chỉnh transparent của nó các bạn nha. Bạn có thể chỉnh độ sáng tối đậm nhạt cho cái hình của mình đây bạn nha. Màu đây tôi sẽ lấy một cái màu nó eyeshadow. Tôi lấy một cái màu nó nhạt hơn các bạn nha. Ok, màu này đi. Ok. Nhạt hơn nữa các bạn nha. Cái này tùy mình lấy thôi các bạn, còn không có bạn cũng được, không sao cả chứ các bạn. Rồi, transparent của tôi. Ok. Ok. Wow. Thú vị. Ok các bạn. Oh sorry. Rồi. Chúng ta sẽ đóng lại các bạn ha. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chèn một cái hình cái này các bạn nha. Một cái hình diamond nằm ở giữa. Cái hình diamond nằm ở giữa được chưa các bạn ha? Diamond đây. Để bự ra bạn nha. Sẽ cho nó nằm giữa hai cái diamond kia. Shape fill của mình là no fill các bạn. Và shape outline của mình sẽ là màu trắng. Và mình sẽ chỉnh cho cái shape outline này cái độ rộng của nó là 6. Bây giờ bạn ha, bạn có thể chỉnh rộng hơn cũng được, không sao cả. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ chèn cái chữ vào và có hình tam giác bên dưới. Đầu tiên tôi sẽ chèn hình tam giác bên dưới lại nhá. Insert shape chúng ta sẽ chọn là cái gì đây? Cái isosceles triangle bạn ha, tam giác nhất cân các bạn nha. Rồi, chúng ta có thể cho nó nằm sát xuống đây một tí các bạn nha. Nên là chúng ta cho nó xuống đây một tí thôi, cho nó nhỏ lại các bạn. Đó, và đây là màu gì bạn? Trắng các bạn nha, trắng hết. Được chưa bạn nha, sau đấy chúng ta ghi chữ đi vào đây. Để đo một tí. Rồi, tôi Ctrl D một tí các bạn nha. Ctrl D tôi nhân bản ra. Cái vùng của tôi bự ra một tí các bạn. Ra bự ra một tí. Cái này cao lên một tí các bạn. Đây. Ok. Rồi, shape fill của tôi là no fill. Bây giờ các bạn ha, chúng ta phải kéo này xuống một chút xíu. Wow, that amazing. Thấy các bạn nha. Đó, các bạn có thể tùy chỉnh để sao cho nó đẹp thôi. Ok. Shape outline này tôi cho nó bự hơn một tí xíu các bạn nha. Shape outline tôi sẽ chọn weight của nó là bản số 2 các bạn nha. Và màu 1 phần 2 thôi. Ok, màu 1 phần 2. Bây giờ tôi sẽ chèn văn bản vào các bạn. Insert, insert thì các bạn text box. Tôi ghi đây các bạn nha, 100%. Rồi chúng ta chỉnh lên bạn nha, tăng kích thước lên. Thước này là khoảng 60 đi. Thôi 72 các bạn nha. Chữ của tôi là màu trắng các bạn. Và tương ứng cái này luôn. Cái phần trăm này tôi sẽ cho nó khoảng 30 các bạn nha. 32 đi, 32 cũng là màu trắng. Rồi, tôi sẽ đưa vào đây. Chưa các bạn, 100%. Đó, bạn có thể chỉnh độ bóng lên cho nó rõ một chút xíu. Nó còn nhỏ quá, bạn có thể chỉnh tăng kích thước lên cho nó nổi bật các bạn nha.
Rồi tiếp tục tôi sẽ làm gì? Insert test phía bên dưới nữa, một cái test nữa các bạn. Một cái test là chữ gì đây? Practice make perfect các bạn. Đúng các bạn, practice make perfect đúng không? Chính xác rồi nha, 100% luôn. Cái này không có gì mà phải chối cả các bạn, được chưa? Rồi tôi sẽ chỉnh ở đây. Rule spacing các bạn nha, tăng kích thước lên một tí cho nó in đậm luôn các bạn. Ok, tôi kéo xuống thôi. Vừa không? Wow, chữ này có vẻ hơi to nhỉ. Giảm là số một tí xíu bạn nha, 20. Rồi, bự thì không sao cả. Chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta sẽ chỉnh hai cái đối tượng rectangle của chúng ta bạn ha. Bự lên một tí xíu thôi, không sao cả các bạn. Ok, practice make perfect. Ok, practice make perfect. Thì các bạn, rồi cái đây các bạn nha, câu này cũng sẽ kéo bỏ ra. Đây cũng tương tự như vậy. Được chưa bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng trên các đối tượng này các bạn nha. Thì tôi sẽ có cái đối tượng này sao? Cái đối tượng này bay từ bên đâu? Bạn nhìn lại quan sát kỹ các bạn nha. Chúng ta có đối tượng này, 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 được chưa bạn ha? Rồi chúng ta sẽ có cái từ practice make perfect này ha, sẽ đi như thế nào? Chúng ta sẽ xem lại một lần nữa các bạn nhá. Wow, có nghĩa là cái hình ở giữa này giữ nguyên các bạn nha, chỉ thay đổi cái này từ trên xuống, cái này từ dưới lên, cái này bên trái qua, này bên phải qua, và này từ make perfect từ trên dưới, 100% từ dưới lên, cái này từ bên trái qua, này từ bên phải qua, được chưa bạn ha? Sao cũng được hết, được chưa? Nói chung là các đối tượng này là cái gì bạn? Một nha, giữ kênh chối bạn nha, hai nha, ba nha và bốn nha, được chưa? Điều là gì? Animation, điều là flying các bạn. Oh, sorry các bạn, ở đây chúng ta chọn sai đối tượng rồi nha, ở dưới đây nha các bạn nha. Mình cần Ctrl Z trả lại cái đối tượng của nó đây. Mình ở dưới đây các bạn nha. Textbook 1 các bạn, Ctrl, bốn đối tượng này của chúng ta đều là flying các bạn nha. Flying, ok. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn từng đối tượng, ví dụ như cái này là hiệu ứng effect option của nó là từ trên xuống các bạn nha. Rồi, cái anh chàng này là từ dưới bay lên. Đúng rồi. Rồi cái anh chàng này ban đầu nó sẽ là từ bên đâu? Tôi sẽ cho từ bên trái bay qua các bạn nha. Thì còn anh kia đi đâu? Ngược lại sẽ từ bên phải các bạn nha. Từ bên phải các bạn. Được chưa? Ok. Và bây giờ tôi sẽ bật cái animation band lên và tôi sẽ chỉnh cái thời gian này bạn nha. Thời gian này nó sẽ đi cùng với lại gì các đối tượng phía trước đó. With reverse. Được chưa bạn ha? Và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các bạn nha. Cái hình diamond ở giữa màu trắng mà chúng ta không cho nó xuất hiện thì hơi uổng quá, nên cho nó xuất hiện luôn mà ha, cũng sẽ là chức năng là gì, flying luôn, flying từ dưới bay lên luôn các bạn, nó cũng đi with reverse luôn nha. Ok, như thế này đi. Để cho bạn ha. Và cái transition của thầy cũng, của tôi cũng đây các bạn ha, cũng là gì, after luôn. Một giây các bạn ha, vào là chạy liền. Các bạn xem lại nha. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng ta. Wow, that's amazing. 100% practice makes perfect. Cái điều đó là cái điều mà tôi muốn gửi gắm và chia sẻ đến tất cả các bạn, là các bạn hãy thực hành. Khi các bạn thực hành nhiều, thực hành đến khi nào chúng ta nó làm cái điều đó trở nên tuyệt vời hơn, thì bạn sẽ có được một cái tác phẩm tuyệt vời. Và hy vọng vào video clip này các bạn sẽ có được một cái sự thú vị đối với cái phần làm PowerPoint của mình. Và đừng quên subscribe cho mình bên dưới để theo dõi những video clip tiếp theo của tôi về làm việc với PowerPoint.
Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một video clip tiếp theo.